ta vừa xem xong những hình ảnh về công ty cổ phần thực phẩm quốc tế. Đây là văn phòng đại diện. Đến đây thì không gian có vẻ yên tĩnh hơn và chúng ta sẽ có thể ngồi uống một ly nước nào đó. Rất là nhiều loại nước, nước nha đam nè, nước ngọt nè, rồi nước bí đao nè, rồi nước me. Uống thử lon nước. Tuyệt vời, số 1, mát lạnh, dịu ngọt ngay và chúng ta cảm thấy sảng khoái ngay. Giờ đây thì ban lãnh đạo công ty đang chờ chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ gặp ông Kevin, phó tổng giám đốc của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế. Xin chào ông. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. We Interfood would like to say thank you for all the support of the customers and our workers and all the staff and management to put the big effort and hard work for the products which market to the Vietnamese market and overseas. And for the new year, I would like to say good blessing and prosperous to everybody. Chúc năm mới and 恭喜发财.